Em bị dị ứng với mùi hả? Dạ. Bây giờ có cảm giác mùi gì chưa? Ai mà hồi nãy là em biết ngay. Hôn nhau miếng rồi có mùi gì không? Để sau ạ. Hửi miếng rồi nó hửi là có mùi gì không? Rồi, chào bạn, bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Nụ cười chị thật dễ thương muôn phần. Chào anh Linh rất dễ gần ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Chào anh ở gặp người thân trong nhà. Chào khán giả gần xa. Em xin giới thiệu em là Huyền Trân ạ. Huyền Trân là tên ở nhà, còn Nguyễn Thị Hiền thì mới thật là tên em. Wow. Giới thiệu là có vần có thơ đàng hoàng đấy nghe. Ủa, nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 29 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Rồi, mời bạn trai. Chào em, chào anh Nguyễn Linh, em chào chị Cát Tường. Chào rồi, chào mọi bạn. Người. Chào em bên kia. Em tên là Lê Thái Sơn, quê thì ở miền Bắc, mà gia đình vô Đồng Nai sống cũng lâu rồi. Và hiện tại thì đang làm việc ở Thủ Đức. Bạn hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 36 tuổi. Cô bên kia 29. Anh làm công việc gì? Làm thợ sửa xe. Xe Honda hay xe hơi em? Dạ xe Honda chị. Mình sửa xe bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cũng 10 năm, 11 năm gì rồi chị. Làm cho người ta hay là mình có chỗ sửa riêng? Dạ mình em mở tiệm lâu rồi chị ạ. À có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi chị. Dạ. Lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì chia tay không phải là tụi em tự chia tay mà gia đình bạn gái không có thích. Vì em không được may mắn như những người khác. Em bị tật một chân. Tức là ngày xưa mình bị... Em bị sốt bại liệt. Bị sốt bại liệt đúng dạ, không anh? Dạ. Từ hồi nhỏ luôn hả? Dạ. Hồi năm em hơn 1 tuổi. Mấy người kia chia tay là bởi vì cái khiếm khuyết trong cơ thể của anh? Hay đúng. Là chia tay vì việc gì? Dạ chia tay vì cái... Vì em bị tật á. Nhưng mà họ đến với anh thì họ cũng đã nhận thấy từ lúc không đầu phải, rồi. Tức là gia đình người ta không có đồng ý. Chứ còn cái người đó thì vẫn thường. Người ta vẫn yêu anh. Dạ. Sao mình không vượt qua thử thách đó? Dạ nhiều khi mình yêu mà nhiều khi chưa có đủ lớn để vượt cái cho cái người đó vượt qua được. Em có đặt nặng về ngoại hình người ta như thế nào không? Dạ không, ngoại hình không quan trọng. Bây giờ em đẹp rồi nên em bù lại. Rất là dễ thương. Mình nói chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh và điểm yếu của mình. Hình như không có điểm mạnh nào. Em được cái là thích làm thơ. Còn điểm yếu thì vụng về hậu đậu ạ. Với lại hay vô duyên. Vô duyên là vô duyên sao? Thấy dễ thương nãy giờ mà dạ, vô duyên. Dạ cứ thấy cái gì phô bày ra trước mắt không nên nói cũng nói thì... Vậy thì thẳng thắn chứ đâu gì vô dạ, duyên. Giống như ngồi canh đồng nghiệp mới mà thấy người ta hơi nách em không chịu em bị nách. Anh Nguyễn Linh anh thích những người nào thẳng thắn? Không có việc có những việc thẳng thắn nhưng mà có những cái việc nó thuộc về gọi tinh thần á thì cũng nên giấu cho người ta chút xíu, giống như chuyện hồi nãy vậy đó, cũng nên tìm cách nào nói chứ không nên nói thẳng thắn như vậy. Dạ tại em vô duyên từ bé. Nhưng mình biết như vậy thì mình phải khắc phục chứ. Ví dụ như em ngồi kế bên có cái anh đó anh ở dơ đi. Dạ. Thì có thể là em tỏ thái độ hay là em tìm cách nào nói cho tự nhiên đó. Ông này ông dơ quá, thấy ghê quá, thấy gớm quá. Dạ, hôi thì phải nói hôi chứ anh. Trời ơi. Là 29 năm rồi anh ơi, giờ khó đào tạo lắm, gì phải từ từ. Nhưng mà giờ chị nói nè, thực chất giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ muốn rồi chị, mẹ cứ dục hoài. Mẹ dục hoài, mẹ nói sao? Không lấy chồng đừng về quê nữa, xấu hổ quá. Còn bây giờ muốn khi nào được. Lấy chồng? Được thì năm nay luôn. Bây giờ hỏi kỹ một lần nữa nè, em yêu cầu em muốn người bạn trai của em là người như thế nào? Có chí làm ăn chị rồi cũng nghiêm túc trong việc xây dựng gia đình. Tại em bây giờ già rồi. Anh thấy sao anh? Không, em thấy bạn gái bên đó cũng được, có cái gì hậu đậu hay gì đó, hay thẳng tính vậy. Cái đó cũng là một cái tốt, nhưng mà có cái mình nhiều khi mình phải xử lý tình huống cho nó khéo một tí thì đúng cũng rồi, sao. Khéo xíu dạ, thôi. Khéo. Mình nói không có sai, nhưng mà mình nói tại sai cái thời gian thôi. Đúng sai, rồi, đó. Chính xác như vậy. Cái công việc anh thì ổn định rồi. Dạ. Còn quê mình ở đâu? Quê gốc của em thì ở ngoài Thanh Hóa, ở ngoài miền Bắc á. Còn em cũng gia đình Hóa. Em thì sống ở Đồng Nai. Hai người này cùng quê rồi, cô bên đây cũng Thanh Hóa. Nhưng mà hỏi anh tí là bây giờ lấy vợ thì mình vẫn là sống ở Thủ Đức hả anh? Dạ em sống ở Thủ Đức mà chị. Cho nên đem vợ về tiệm sửa xe luôn hả? Có chỗ không? Không, tạm thời thì ở tiệm sửa xe luôn, nó cũng rộng mà chị. Em... Người sửa xe hôi lắm anh ơi. Dạ. Không có đâu em. Nói thì thật tiệm sửa xe mà thì... Đương nhiên rồi, cái chuyện đó là bình thường thôi. Nhưng mà mình khéo léo chút xíu thì nó sẽ cũng ok thôi, chứ đâu có gì đâu em. Đâu có được. Anh muốn người phụ nữ như thế nào? Cái nhất là phải ngoan hiền, biết lễ phép với người lớn.
Dễ nghe dễ nói là được. Dễ bảo hả? Dạ. Anh có gia trưởng không? Không. Hồi nãy chị nghe em có nói là em không có quan trọng bề ngoài, đúng không? Nhưng mà thường phụ nữ thì em có đặt chiều cao mẫu người lý tưởng hay là cao lớn mập ốm hay là như thế nào? Mẫu bạn trai em thì cao 1m65 trở lên được, không bị mùi cơ thể ạ. Thì nãy giờ có nghe cái kỹ vụ mùi quá vậy, sao cứ nhắc cái chữ mùi em hoài. Em bị dị ứng mùi chị, em mà ngửi thấy mùi em chạy. Mùi thơm được. Anh kia còn sửa xe nữa. Sửa xe là cái mùi xe thôi, về tối người ta tắm rửa. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, em có bạn thân rồi. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em là bạn của bạn Hiền từ hồi cao đẳng đến bây giờ. Tính tình của bạn Hiền thì trước giờ bạn bè luôn nhận xét á là bạn ấy rất là hiền lành và thật thà. Nhưng mà những cái lời nói của bạn ấy á rất là chân thành và thành thật lắm, nên hầu như lúc nào cũng đem đến niềm vui cho mọi người hết á. Theo em cảm nhận thì anh bên đây á cũng có vẻ như chững chạc và cũng có thể biết chia sẻ, có thể hướng đến tương lai được. Còn cái phần quyết định thì em để bạn Hiền suy nghĩ thôi. Thì mình hỏi ý kiến bên đây chút xíu xong rồi mình cho hai người gặp mặt ha. Dễ thương nè. Đôi khi á có những cái lúc mà mình nói thẳng nói thật quá đó, mình làm tổn thương người khác. Em có nghĩ điều đó không? Dạ có. Xong em xin lỗi. Nói xong xin lỗi. Em vô duyên chưa sửa được. Nhưng mà dễ thương ở chỗ đó em biết em vô duyên. Đúng rồi. Nhưng mà đôi khi ở một cái nơi đông người quá, cố gắng mà kiềm chế không được hả? Lâu lâu được, lâu lâu quên mất. Nhưng hỏi thật, anh có một chút khuyến khuyết về cơ thể. Dạ chắc có tài dị tướng anh. Có tài dị tướng không sao đúng không? Dạ. Để em xem. Em xem đấy ha. Thôi để chị xem trước cho. Dạ chị ta. Trời ơi đẹp trai phong độ quá trời mà. Công việc ổn định. Đâu, anh nói bị gì đâu. Bị cái chân chút xíu thôi. Quan trọng là mình sống nhau thế nào thôi. Là công việc mình ổn định. Đúng bên rồi. Đây chủ yếu là công việc ổn định. Dạ. Tại vì lấy nhau về anh 36 là cũng lớn lắm rồi. Cô này cũng 29 rồi. Mà cũng cố gắng sớm sớm là mua cái nhà. Chứ cô này ở chung xe, cổ kỵ mùi hôi. Mà cổ buồn buồn, cổ ra trước tiệm, cổ nói trời ơi hôi quá, hôi đồ là chết luôn á. Cổ tự nhiên không có tiệm xuống xe của em, không có hôi đâu chị. Sao hôi? Dạ, cô nhớt hôi dầu mỡ được không chứ. Không có dọn dẹp sạch sẽ lắm. Mà cũng được, rồi hãy để tôi ráng. Nào chúng ta kéo màn lên. Rồi, 2 phút. Em có bông hoa tặng em. Bây giờ em có tưởng tượng gì về anh không? Dạ, tưởng tượng anh quần áo hơi dơ, dầu nhớt. Cái đó là cái lúc làm việc thôi em. Rồi ví dụ như mà đi chơi hay đi tới những cái buổi như thế này thì cũng không đến nỗi đâu. Em đi đám hay đi tiệc với anh, em đi một người bên anh em có ngại không? Dạ em không ngại. Rồi. Em đẹp rồi em bù cho anh. À vậy hả, vậy được rồi. Qua đây thì anh cũng tặng em một bài hát. Tết này anh không thèm kéo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này quên lại chị tưởng anh gung quá. Tết này anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu vì đã có em bên đời mong hay. Dạ em hiểu rồi. Anh cũng rung quá, anh cũng rung quá cho nên quên lại. Em đọc bài thơ tình yêu nào đi. Đọc bài thơ tặng ảnh đi. Em à, chị đọc giùm em. Cái gì vậy, sao chị đọc giùm là sao? Tại em run quá chị. Em đọc đi. Thôi em đọc đi chứ chị đọc đâu có được. Em đọc đi. Dạ, bài thơ tình buồn. Tưởng đâu là tiếng ái tình bên người lay động tim mình chiều nay. Ngờ đâu chợt có một ngày, một câu người nói ta hay mất người. Ta về trả hết nụ cười, trả lời ân ái của người chiều nào. Bữa nay gặp gỡ đầu tiên mà sao chọn bài thơ buồn quá vậy em? Dạ, đây là bài thơ thất tình đầu tiên. Thì anh nói câu cuối như thế này, anh với em thì cũng không ai cũng còn nhỏ nữa. Thôi thì mình sẽ cho nhau một cơ hội đi, để mình sẽ tìm hiểu nhau. Em bị dị ứng với mùi hả? Dạ. Bây giờ có cảm giác mùi gì chưa? Ai mà hồi nách là em biết ngay. Anh lên đứng lại đứng gần ta đó. Qua lại có cảm giác mùi gì không? Dạ không, anh thơm ạ. Anh thơm hả? Cảm ơn em, may quá. Nào, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ nha. Anh ấy vừa nói là Tết nay anh không thèm kẹo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Một. Tết nay anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Hai. Vì đã có em đem lại nguồn đời tô thêm vào tình người trang chứa vạn niềm yêu. Ba. Hết thời gian.
tay lên. Nhìn thẳng vào mắt nhau coi. Tại em lạnh quá. Cảm nhận được gì chưa? Hồi lát nữa. Hôn nhau miếng có mùi gì không? Để sau ạ. Hửi 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 miếng không được nữa. Hửi hửi thôi coi có mùi gì không? Gì vậy? Có mùi gì em? Dạ không, bị hôi nách. Bạn trai thấy sao? Dạ được chị. Tao rất là thẳng thắn. Không thật tình đấy, nắm tay nắm luôn đi. Rồi, em giới thiệu đi em. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam Minh Hàng Rào và chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trần Thị Thanh Hằng, năm nay em 30 tuổi, hiện tại em là nhân viên kế toán, sống và làm việc tại quận Thủ Đức. Nhà em thì ở dưới Đồng Nai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Lần đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả và bạn nữ kế bên. Em tên là Nguyễn Văn Giang, 34 tuổi, đến từ Bến Cát, Bình Dương. Nghề nghiệp chính, chuyên môn chính của em là kỹ sư điện. Công việc hiện tại của em là em làm là Production Supervisor, là giám sát sản xuất cho một công ty về thiết bị y tế là Thermobicity Việt Nam. Địa chỉ là ở Long Thành, Đồng Nai. Nhà bạn ở Đồng Nai là ở đâu ha? Nhà mình thì mình ở dưới Long Khánh á, nơi nào mà trái cây nhiều nhất đó. Long Khánh thì bản thân Giang thì cũng rất là thích ăn chôm chôm, thì hy vọng là sẽ có dịp được đi xuống Long Khánh. Không có chôm chôm đâu mà ăn. Chôm chôm hết mùa rồi bạn ơi. Hết mùa rồi. Gặp sớm hơn tí nữa chắc có đó. Rồi mình giới thiệu về mình đi cho bạn gái bên kia biết như sao. Thì bản thân Giang thì là một người rất là cởi mở, hòa nhã và chân thành. Thì bản thân cũng là thấy là một người chín chắn, điềm tĩnh và rất là chính trực. Và đặc biệt là trong công việc làm thì rất là sâu sắc và tỉ mỉ. Rồi còn em? Trước khi tốt nghiệp đại học xong thì em làm nhân viên xuất nhập khẩu. Nhưng mà 2 năm gần đây thì em về em làm kế toán cho con một công ty vận tải của người quen. Công việc thì kế toán thì cũng có tỉ mỉ á. Nhưng mà nói thật thì điểm yếu của em thì có lâu lâu nó cũng hơi mất tỉ mỉ một tí. Rồi còn cái điểm yếu nào nữa không em? Điểm yếu của em thì bạn bè nó chơi với em nó nói hoài một câu à. Sao mà tao không thấy mày điểm mạnh bằng một bầu trời điểm yếu không à. Nên nếu mà xét ra theo em thấy em yếu nhất á, chắc có thể là em dễ bị dụ nhất á. Trai đẹp dụ là được. Nhưng mình cũng phải có cái điểm mạnh nào chứ đúng không? Điểm mạnh thì em có thể tự tin là em nấu ăn rất là ngon. Rồi về tình trường mà bạn trai trải qua mấy mối tình rồi em? Chị Cát Tường, em trải qua 2 mối tình thì các bạn biết thì mối tình hồi học sinh thì lên năm nhất đại học thì cũng không có bền. Rồi. Và mối tình thứ hai thì chia tay cũng lý do là hồi đó em chưa có đủ sự quan tâm lắm dành cho bạn nữ đó. Đến với chương trình thì em nghĩ là đã đến lúc và em nghĩ là em có đủ sự chín chắn và sự quan tâm cần thiết và sự chân thành để dành cho bạn nữ kế bên. Tốt. Có sự quan tâm là được rồi ha, đừng có thiếu sự quan tâm. Dạ. Mình thì sao em? Dạ, em thì ít hơn bạn nam bên kia. Xét mà về mối tình của em thì đơn phương thì em yêu hai mối tình đơn phương. Nếu mà xét mà chính thức thì em chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Nhưng mà cũng chia tay cách đây 2 năm rồi. Do khoảng cách nó xa quá nên không có sự quan tâm với nhau, nó thiếu lại. Ở đâu với ở đâu mà xa? Dạ, ở tuốt ở dưới Kiên Giang lần chị. Trong khi đó em ở Thủ Đức. Thành tình yêu chưa đủ lớn ha, dạ, để mà rồi. Vượt qua. Rồi. Mà em nói đàn trai hơi lo cái chuyện là em hay bị dễ bị trai đẹp dụ đó. Đủ giờ đang có người yêu hay có gì cái em bị dụ rồi sao? Dạ không, anh có người yêu rồi. Dạ, em chào anh. Chưa có người yêu thì em sẽ rất dễ bị dụ, nhưng mà khi mà có rồi thì em lại là chung thủy. Thứ đẹp trai là dụ em được á hả? Dạ, giờ trai đẹp là dụ được. Còn khi mà đã xác định rồi là trai đẹp cỡ mấy cũng không dụ được. Đúng nha, chứ dạ. Nhiều khi có chồng có người yêu cái trai đẹp dụ cũng chịu luôn là mệt lắm. Cái đó em không dám. Rồi, em muốn một chàng trai như thế nào? Dạ, lên đây thì em muốn tìm một chàng trai nói chung là cao từ 1m65 trở lên. 65, có luôn. 1m71. Đúng rồi. Dừng 71 luôn hả? Ừ, 71 luôn. Ngoại hình thì có hơi đô con tí, tại em thích nhìn trai cơ bắp. Khỏe mạnh. Có đô luôn hả chị? Có đô. Công việc thì chắc chắn là phải công việc của bạn là ok, em nghe bạn giới thiệu là ok rồi. Rồi, gì nữa? Đặc biệt là không được hút thuốc. Có yes. Thuốc không? Không. Hút thuốc, uống rượu, thỉnh thoảng thôi em. Nói chung là không hút thuốc. Dạ. Rồi, gì nữa? Đó. Và không có gia trưởng nữa anh ơi. Không gia trưởng. Con trưởng chứ không gia trưởng. Có dạ. Luôn. Rồi vậy là ok rồi. Khỏe đúng không? Khỏe rồi đó anh. Trời ơi, đàn trai ngon lành luôn. Thì được. Còn bên kia, bây giờ bên kia nói cái chuẩn của mình đi, để bên đây nghe coi thì, được không? Bản thân em thì em cũng nghĩ là chỉ kiếm một quan nữ là năng động, nhiệt tình và đủ sự chân thành. Thì bản thân Giang thì Giang đi làm về thì Giang cũng là mẫu người đàn ông của gia đình, cũng phải đi chợ nấu nướng rồi cũng phải dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, rửa bát, quét nhà, quét cửa. Và bản tính thì cũng sạch sẽ,
thì bạn nữ bên đó cũng yên tâm. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Thì như bạn nói thì em không thích là bạn nữ là không có sự chung thủy. Bên đây là người ta có cái tiêu chuẩn bạn trai. Dạ. Và bên đây em nào về ngoại hình rồi vóc dáng rồi muốn sao rồi nói luôn đi. Thì bạn nữ thì cũng dễ nhìn, cao 1m65 trở lên. Rồi. Dáng người thì mảnh mai. Nói chung là nếu con gái thì nếu mà có nhuộm á thì cũng nhuộm vừa thôi, và đặc biệt là không xăm. Tại vì em thì em thích người phụ mẫu phụ nữ truyền thống. Rồi bây giờ được khi nào đám cưới nè? Thì em hy vọng thì nếu mà được thì cuối năm. Thì, cuối năm. Dạ. Mọi thứ sẵn sàng hết rồi ha. Dạ. Rồi. Em trai đi với ai? Dạ em hôm nay em đi với mẹ, với dì, với lại em trai ruột, em trai họ và hai đồng nghiệp nam của em. Rồi cho gặp mẹ em nha. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường, dạ. Chào khán giả khán giả trường quay. Mình là mẹ của Giang. Con mình nay cũng đã là 34 tuổi rồi. Bạn gái cũng được. Nhờ ông Mai bà mối cho hai cháu nên duyên chồng vợ. Dạ, anh trai có ý kiến gì à? Cho ý kiến. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Nhưng em là em Nguyễn Văn Sang, em của anh Giang. Nhưng em phần nhận xét của em thấy nếu mà chị bên đây đồng ý về với anh em là em thấy rất đẹp đôi. Nhưng phần mà chị nói nấu ăn ngon là hợp ý. Rồi, cảm ơn cả gia đình. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em trai ruột của em và một người bạn thân ạ. Chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Chào quý vị khán giả ở trường quay. Dạ, chào hai con. Thì theo như má thấy nhận xét thì má thấy bạn trai bên này thì má thấy cũng được. Cũng có công ăn việc làm ổn định thì cái này là cũng là một cái duyên. Thì nếu mà hai con cảm thấy được thì cho nhau một cơ hội để tiến tới hôn nhân. Còn không được thì bạn bè vẫn tốt không sao. Thôi được rồi. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ em cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Thì hôm nay lên công ty nha, anh luyện rất là nhiều, không biết là ca có hay không, nhưng mà lời bài hát này là cũng là những cái gì mà anh muốn nói với em, và hy vọng là em lắng nghe và em hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của anh. Bài hát này tên là Chân Tình ha. Dạ trước khi anh hát cho em tặng anh quà luôn đi. Đặc sản ơ. Dạ đúng rồi, đây là đặc sản cây nhà lá vườn của em. Cảm ơn anh nhiều. Nhà trồng luôn hả em? Nhà trồng ạ. Ồ trời, nó bưởi to quá ha. Anh sẽ ca bài Chân Tình. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Trời ơi, múa có đòi minh họa nữa mới chịu ha. Giờ xong rồi đó, bấm nút luôn đi, khỏi nói gì hết. Thấy hát hợp lý lắm em. Rồi đó. Dạ không, thì lên em cũng có một bài hát, cũng muốn hát lại cho anh. Có cả anh múa gì không? Dạ có, nếu anh hổ được. Em thả bùa yêu nhé. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến ai. Nhưng nay tiếng em ồn ào khi ngang sang anh nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có mấy khi. Em run rồi. Cứ tự nhiên em, tự nhiên không sao. Tin tin không em đang thật lòng. Em tiếp. Đang nghe đây anh nói đi anh. Rồi anh nói đi anh. Anh sẽ nói 3 câu. Câu thứ nhất là biết quan tâm mọi người thì mọi người sẽ quan tâm mình. Cái câu thứ hai là nếu mà có khuyết điểm thì mình phải khắc phục, nếu mà không khắc phục là lỗi của mình. Và cái câu thứ ba nó là thời gian thì nó rất là quý giá, bởi vì cuộc sống nó rất là ngắn. Nếu mà em không trân trọng những cái giây phút này bên đây thì mình sẽ không có những cái giây đó. Trong ba loại đó anh có thích loại nào không thì ạ? Anh nói em luôn là trong ba loại này thì anh thích nhất là quýt. Bây giờ em lột cho anh luôn nhé. Okay. Quá tốt. Wow. Nếu mà lột thì ha, để anh lột cho, để anh lột cho. Hãy lột chung đi anh. Lột hai đứa cùng lột. Trời ơi. Thôi em với anh Linh đi xuống luôn cho rồi đi. Chết rồi thấy chưa, em run rồi nè, thấy chưa. Rồi để anh lột cho. Em lấy nè. Cái này. Rồi. Thì em có cạn đút cho em ăn không? Nếu anh ok vui lòng. Thì
ngọt không anh? Anh thấy nó rất là ngọt. Ngọt từ cái tai em bóc, và anh nghĩ là anh mong muốn là ngọt từ vị ngọt đôi môi. Anh mong muốn là ngọt từ vị ngọt đôi môi. Lột bưởi ăn luôn đi. Thì anh thấy là mình đến đây cũng là một cái duyên, và là một cái định mệnh. Thì anh nghĩ là hai chúng ta sẽ trao cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu về nhau. Về khoảng cách địa lý thì không có thành vấn đề. Thì một tuần lễ thì em rảnh khi nào ha? Dạ em rảnh thứ bảy và chủ nhật ạ. Thì nếu em rảnh thì em thích đi đâu? Ví dụ như là Bắc Sun, Aeon, Vincom, hay là em thích đi coi phim? Dạ không, em không thích đi vô trung tâm thương mại. Em thích đi phượt, đi những cái khu mà sinh thái đó. Sinh thái, vậy là ở bên Đồng Nai có thác Giang Điền, em đi cho ta ha. Dạ chưa anh. Vậy là mình có dịp mình đi cuối tuần. Hai đứa tìm nút bấm luôn đi. Được rồi, hợp lý rồi, bấm luôn em. Khỏi đếm. Đếm luôn đi em. 1, 2, 2, 9, 9, 3. Rồi. Bữa nay khỏe á. Rồi, tự ôm hôn luôn. Đó. Rồi, con xin phép bác. Bây giờ hôn nè, trời ơi. Xin phép bác với em trai. Ừ. Hôn đây. Vì hôn tay, hồi nãy mới đúc nhau ăn quýt đồ. Để dữ lắm nè. Làm dữ lắm mà hung há luôn. Đó. Chúc mừng các bạn nha. Dạ. Tôi nghĩ rằng cặp đôi này sẽ sớm cưới nhau đó. Ai cũng đang đợi đi nha. Chúc phúc các bạn, chúc hạnh phúc. Xin mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Mời đi em trai. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn nữ đặc biệt đang ngồi bên kia. Em là Hoàng Văn Cảnh, 32 tuổi, hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Cảnh? Dạ, em làm bên ngành khách sạn nhà hàng. Khách sạn nhưng mà em làm gì? Là em giám sát bên bộ phận buông phòng. Giám sát quản lý này kìa ha. Dạ vâng. Rồi, cũng làm sếp luôn chứ bộ. Rồi, mời bạn gái của chúng ta. Mình tên là Trần Thị Ngọc Diệp, năm nay mình 26 tuổi, hiện đang là giáo viên làm tổng phụ trách đội và giảng dạy bộ môn hóa của trường cấp 2. Quê của mình là ở xứ Dừa, Bến Tre. Diệp ở Bến Tre là ở huyện nào Diệp? Dạ con ở huyện Ba Tri á chú. Huyện Ba Tri. Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Dạ, trước tiên em nói khuyết điểm trước, dễ cảm xúc và không biết uống rượu. Vì tốt rồi đó. Không, em nghĩ là hồi xưa thì tốt, nhưng mà giờ em nghĩ không có tốt lắm. Sao vậy? Nhiều khi mình phải giáo tiếp, giáo lưu thì biết một chút xíu thì sẽ tốt hơn. Chút xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Điểm gì mà mạnh nhất nè? Em nghĩ là em làm việc quyết đoán. Quyết đoán. Vâng, và khi làm việc thì em rất là nghiêm túc trong công việc. Rồi, mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là thường rất là biết không? Lắng nghe, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em thì em có một xíu hơi là khó tính. Tại vì em hơi cầu toàn một xíu á chị. Có về sống theo nội tâm nên là thiên về cảm xúc á. Cứ sống theo cảm xúc của mọi người rồi không có thương cho bản thân của mình. Nên là cũng nhiều khi hơi thiệt thòi nhẹ. Dạ. Hơi thiệt thòi này chị hiểu mà. Dạ. Rồi nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm. Nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục. Cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu. Tao bên đây tao làm giám sát tao còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Mối dài nhất là bao lâu? 5 năm. Yêu lâu vậy mình chia tay vậy? Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bảo em cũng là đã tuyệt vời. Nhưng mà vì khoảng thời gian đó thì chắc có lẽ là vì thì suy nghĩ của em mình chưa ổn định. Chưa ổn định. Thì cũng là một. Rồi bạn đó giờ còn Macau hả? Dạ, bạn đó đang ở Macau và hiện tại thì cũng đã có một người mới rồi. Có người mới rồi, thôi bỏ qua luôn ha. Em ở Macau bao nhiêu năm? Em ở 7 năm. 7 năm ở Macau? Wow. Như vậy là có nhiều cái vốn sống lắm đây. Rồi, nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Dạ, em tính từ lúc đi học đại học đến bây giờ là trải qua được 4 mối tình rồi chị. Vậy mà nãy bên kia ta nói ta 3 mối tình mà bảo làm gì đâu. Lúc mà học đại học ấy là em có quen một anh làm bên quân đội, nhưng mà chỉ kéo dài khoảng 1 năm rưỡi hơn thôi ạ.
Dạ. Xong rồi anh cũng bị đi học quân y cho thành phố á. Dạ. Nên rồi nên hai tụi em kiểu như cũng hơi xa cách lúc đó. Em còn học đại học nên còn hơi nhát. Dạ. Nên là chưa có chủ động gì đi tiến xa với anh được. Dạ. Nó đã gãy gánh từ đó. Một cái mối tình kế tiếp của mình thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Dạ, em muốn bạn trai em là phải cao 1m7 trở lên ha. Dạ. 1m7 chậm đi xíu. Chào nhà trai. Xém 1m7 rồi. Chào chị Ngọc Lan. 1m7 không? Em rớt rồi. Hả? Em rớt rồi. Xém thôi. Xém được. Không sao, mà già vô. Dạ. Rồi 1m8 mà thua gì? Bạn phải, em thì không cần quá là đẹp trai, ưa nhìn là được. Dễ thương lắm. Dạ. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. Dạ. Ba đi nước ngoài 7 dạ. năm. Tao lấy vợ nước ngoài, tao về Việt Nam tao lấy là hay lắm rồi đó. Nghĩ gì nữa? Dạ. À, với lại là tính cách thì phải có một xíu tâm lý. Tại vì nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá. Dạ. Nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ. Nên là dạ, mong là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng hơn. Chị nghĩ bạn này có 7 năm kinh nghiệm sống ở nước ngoài, sống với rất là nhiều người. Sống với nhiều người. Không, ý là sống với nhiều người. Không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với là nhiều người trong xã hội. Tiếp xúc với nhiều người chứ phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều người ở đó. Người ta chưa sống với ai hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, mà tập thể sao. Ông này nhạy cảm, hơi khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi, nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không có người hiểu người không. Nhưng mà ông hiểu tôi là được rồi. Hỏi gì nữa em? Bên kia là kinh nghiệm sống với lại kỹ năng sống là nhiều lắm, cho nên là chị nghĩ là vấn đề tâm lý thì không quan trọng lắm đâu. Dạ. Tâm lý không ổn là mệt lắm á, ổn đúng không? Rồi là nữa. Về như là rượu bia thì mình hạn chế là được, cái có gì về uống chúng em là được. Dạ, em cân hết cho. Đồ dữ lắm hả? Dạ, dạ không, thì lâu lâu mình về mình tâm sự với nhau thì thời gian đó để mình ở nhà mình tâm sự với bạn gái của mình thì đừng có lấy thời gian đó mình đi với bạn bè. À, dạ. Tức là thích uống bia thì về uống với em. Dạ, mình chia sẻ nhiều công việc có áp lực hay là ở bên ngoài thế là buồn chuyện gì đó rồi về hai bạn cùng tâm sự chia sẻ. À. Dạ. Mình thấy là sẽ gần gũi hơn với nhau. Dạ. Nhiều hơn. Bên đây không có nhậu, yên tâm đi. Bên đây rất là tâm lý luôn. Bởi người ta dù sao cũng có kinh nghiệm 8 năm yêu đương rồi. Nha. Rồi, bây giờ bên nhà gái đưa ra phần trăm đó mình được bao nhiêu phần trăm em trai? À, chiều cao thì chắc không được. Xém không, xém thôi. Đừng có thiếu tự tin như vậy. Chiều cao cũng không quan trọng lắm. Phần khả thì em nghĩ là... Tự tin đúng không? Tự tin. Ừ, được. Bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào? Thứ nhất, vợ em là đạo đức. Đạo đức. Chỉ cần một cô gái lương thiện, chúng thủy như vậy rồi em đủ à? Vậy thôi đúng không? Đúng rồi, chỉ cần quá đúng. Đơn giản, phụ nữ ai không chung thủy. Đúng. Tại người đàn ông làm cho tao không chung thủy thôi. Đúng ta không? Nhà giáo nữa thì người ta đạo đức là phải để hàng đầu. Ai cũng chung thủy, vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không chung thủy thôi. Cố tình hay vô tình không biết, nhưng tại người đối phương thôi. Thôi được rồi, tôi thấy vậy cũng ổn. Bây giờ mình cho gặp người thân của nhà đi. Gái được đúng. Không? Đúng, nhà gái đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi với chị và em của em. Dạ chào chị. Chị ruột ha? Dạ chị ruột ạ. À. Hãy thấy chị dễ thương không? Dạ, xin chào chị. Thấy chị nổi ghê không? Dạ xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Dạ. Chào anh chị Vinh Bển và chào tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Trần Thị Kiều Diễm, là chị của Ngọc Diệp. Dạ, hôm nay thì cũng rất là vui được cái tham gia cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đi theo cổ vũ tinh thần cho em gái. À, giờ chị thấy em rể tương lai này thấy được không? Chàng trai này thấy được không? Dạ, thì tính của Ngọc Diệp á, như là Ngọc Diệp đã nói về những cái tiêu chuẩn á, thì em thấy là cảm nhận là ở bên đây cái bạn nam này thì về cái cảm nhận đầu tiên của em thấy là bạn rất là vui vẻ. À, cái kỹ năng sống rất là tốt. Rồi về những cái yêu cầu của em gái em thì em thấy là bạn cũng có khả năng là đáp ứng được. Rất là tốt bạn. Thì có yêu cầu gì thêm không? Dạ cái đó thì em gái em hài lòng là được. Dạ. Ơi. Dạ. Bà chị tuyệt vời. Cảm ơn chị. Nhà trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và em rể của em. Thôi em gái em rể đó. Em gái thấy sao nè? Thấy chị dâu tương lai ngồi bển được không? Về Bến Tre ở được không? Trước tiên thì em xin chào MC Quỳnh Linh với MC Ngọc Lan ạ. Và gia đình bạn gái.
và toàn thể khán giả. Thì hôm nay cũng được rất vui là đi với anh trai. Thì với anh trai thì hôm nay thì chị bên này thì em thấy là rất là hợp gu với anh trai á. Tại vì anh ưa rất là thích một người nhẹ nhàng. Thì em thấy chị là rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Là tính cách thì nếu mà hai người mà hợp lại với nhau thì rất là bù trừ cho nhau, rất là hợp lý. Tại sao anh của em thì hơi tình cảm. Nhưng mà đặc biệt nếu mà chị quen anh thì anh rất là tuyệt vời. Tại vì anh rất là người rất là tâm lý. Anh rất là biết chiều bạn gái, rất là ga lăng. Tại vì anh là một người rất là thương gia đình. Với bố mẹ hoặc ông bà, với em gái cũng vậy. Thì em nghĩ một người thương gia đình chắc chắn là thương bạn gái và thương vợ của mình. Nên em vẫn hy vọng là nếu được thì hai anh chị cho nhau một cơ hội đi tiếp. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai, cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai, nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3. Mở rào. Tấn công. Chào em. Dạ, cho anh ạ. Wow. Quen. Ờ, giống nhau thế. Dạ, hôm nay thì em có món quà gửi đến anh ha. Dạ, trong đây là em tặng anh cuốn sách. Là cuốn sách có tựa đề là Mọi nỗ lực và chờ đợi của bạn đều có ý nghĩa. Dạ. Ồ, thật là trùng hợp, anh cũng có cuốn sách cho em. Wow. Cuốn sách của anh là Tìm bình yên trong gia đình. Thì với anh là gia đình và người thân thì lúc nào cũng trên hết. Hy vọng là khi em nhận cuốn sách này em sẽ đọc và sẽ cảm nhận nó. Và sau này nếu mà có cơ hội chúng mình đi cùng nhau thì em sẽ là một người ở tốt cho anh gửi ha. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ, rồi. Anh cảm ơn rất nhiều. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, hai bạn ngồi đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Để cái gói quà lên đây bạn. Đây chị cầm cho. Dạ, em cảm ơn. À, nói về cảm xúc đầu tiên của anh khi nhìn thấy em đi. À. Em là một cô gái rất là xinh. Dạ, em cảm ơn. À, nhẹ nhàng. Mà cảm giác anh cảm giác rất là gần gũi và thân thiện. Thì chắc cũng đó là một cô gái rất là tuyệt vời. Dạ. Còn về anh thì em thấy thế nào? À, dạ, cũng như là theo anh đã chia sẻ thì anh có cuộc sống và làm việc ở nước ngoài. Dạ, thì em cảm nhận anh là một người khá là vui vẻ nè. Dạ, dạ. Sẽ có một cái tình cảm dạ, dành cho bạn gái hoặc là người yêu thương của mình. Và là người biết chăm sóc cho gia đình, dạ, thương yêu. Như là chị đã chia sẻ, anh là một người sống khá là tình cảm. Dạ. Thì em cũng lựa chọn và đặt muốn bạn trai của mình cũng là một người mẫu người như anh. Cảm ơn. Dạ. Thì hôm nay đợi đây chương trình thì em cũng rất là vui. Gặp em là vui rồi, có duyên rồi. Dạ. Khi được thi tập chương trình này thì anh không nghĩ là anh sẽ tham gia đâu. Vì anh cũng rất là bận. Nhưng mà được sự giúp đỡ của ban biên tập chương trình thì hôm nay anh có mặt ở đây để gặp em. Đó là cái điều vui nhất rất. Cảm ơn. À, cũng là duyên ha, là mình tham gia chương trình rồi những món quà mà chúng ta chọn đều là sách. Dạ. Nên là thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của em và anh. Dạ. Thì mong là chúng ta sẽ có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nếu mà sau chương trình này. Dạ. Dù sau chương trình này dù có là gì hay là không là gì thì hy vọng em sẽ mời anh về Bến Tre. À, dạ, có gì là sẽ mời anh về Bến Tre ạ. Và cái việc là bây giờ yêu xa đó, hai bạn tính hẹn hò sao? Bản thân em thì em nói với bạn gái á, bản thân anh thì cũng đi đây đi đó rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi được vì anh cũng không có vướng bận gì, nên có thể về Bến Tre hay là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Dạ. À, với công việc của anh thì một tuần thì mình có thể xuống gặp em được bao nhiêu lần? À, cái này thì anh sẽ có cái ngày nghỉ hoặc là cái nghỉ gì đó thì anh có thể đi được, vì hàng tuần thì anh cũng có một tuần anh được làm được nghỉ 2 ngày. Yeah. Và
Ừ, nếu mà có cơ hội thì xin thêm vài ba ngày nữa thì anh cũng nghĩ là sẽ dễ dàng thôi. Dạ. Ừ, giờ phương tiện cũng rất là thuận lợi rồi. Dạ. À, em nói là anh sống ở Nghệ An nhưng mà cũng là lập nghiệp ở thành phố luôn hả anh? À đúng rồi, thì anh định hướng là anh sẽ ở miền Nam lập nghiệp. Thì hiện tại thì anh cũng đang làm quận 1. Thì nếu mà sắp tới mà có di chuyển thì cũng xung quanh ở miền Nam này thôi. Nhưng mà sau này thì anh sẽ về Sài Gòn chắc chắn. Là mình sẽ sinh sống và ở đây luôn. Chắc chắn hả? Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Về nhà Bến Tre đi, em đẹp lắm. Đó, em đã từng về đó. À, từng về hả? Vâng. Vậy thì bữa nào về đi. Em muốn về luôn được không? Hỏi bên kia. Hỏi bên đây chứ đừng hỏi bên kia. Bên kia hỏi đâu tôi, có đi tôi được liền luôn à. Rồi cho em có thể mời anh về Bến Tre nhỉ? Dạ, nếu được thì về cùng em mà. Chị gái cho em cho phép em về không? Bây giờ á, vâng. Vậy nè, bạn gái á, thí dụ như bây giờ mình đặt ra trường hợp đi, rồi mình đến với nhau, thì bạn gái có lên thành phố Hồ Chí Minh với em hay không? Và lên thành phố Hồ Chí Minh em có đủ lo cho vợ, cho con này kia không? Em đã chuẩn bị gì rồi cho hôn nhân mình rồi? Nói cho bạn gái biết đi. Thì thực tế thì hoàn cảnh gia đình của anh thì cũng không có khá giả gì lắm. Thì từ nhỏ thì anh sống với ông bà nội, là bố mẹ gửi anh cho ông bà nội sống từ nhỏ tới năm 18 tuổi. Thì sau đó thì anh có làm việc ở Sài Gòn thời gian, thì anh qua Macau đó. Thì anh cũng có tích cóp được một phần nào đó, anh mua được một miếng đất nhỏ nhỏ. Còn về sự nghiệp thì anh đang nỗ lực, anh đang cố gắng hết mình. Chúc mừng em, có đất là có nhà. Mua nhà có thì mua đất trước đi cho nó khỏe. Dạ. Giờ có vợ thôi xây nhà luôn, ổn chưa? Đó, dạ. Ta lập nghiệp ta tính trước rồi. Với cái công việc của bạn này chắc có lẽ là lương cũng khá đó chứ bây giờ ấy đâu nha. Bây giờ em có đồng ý lên thành phố Hồ Chí Minh hay không? Thí dụ như hai đứa tiến xa hơn hay là em phải bắt buộc về dưới? Dạ, nếu mà tụi em có dự định tiến xa hơn nữa thì việc em lên thành phố là đó là điều dĩ nhiên rồi ạ. Đó, ổn rồi ha. Còn chuyện còn lại của em tiến tới. Hãy tiến tới nói chuyện với cô gái đó, nắm tay cô gái nói thì nắm hai tay luôn, hơi run run nhưng mà dạ lên nắm tay cho phép anh nắm tay em để cảm nhận được không? À dạ được ạ. Hai tay bắt, không phải bắt tay, nắm hai tay rồi hát cho cô ấy nghe bài đi rồi nói chuyện tiếp. À hát ở thì nhân chương trình đấy thì em xin hát tặng bạn gái và tặng cặp vợ với khán giả với hát Người Tình Mùa Đông. Thì em hát cũng có hay lắm đâu, vì giọng nói còn khó nghe nữa, nhưng mà mọi người cố gắng nha. Không, nghe ai hát hay lắm nha. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Hay. Trời ơi, hát vậy mà chưa hát thành hay. Hay mà. Cô giáo ơi, mình đáp lại một bài, với nhà trai. À dạ, thì do em là giảng dạy bộ môn hóa học ha, nên là em sẽ dùng về bộ môn hóa để gửi đến anh. Dạ, thì anh có biết anh và CH4 khác nhau chỗ nào không? Chắc anh cần em giúp đỡ. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan, còn anh thì mê em. Dạ thì đến đây thì em đã gửi đến chương trình và anh
một vài câu hát ạ. Dạ. Tại vì em cũng là không có hát hay, chỉ là thích nghe hát và nghe nhạc thôi ạ. Em gửi đến anh là chương trình là bài hát vài câu hát ha. Cho em một lần yêu. Dạ. Để em bình tĩnh nhớ lại bài. Tình nhé. Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng say người, và rồi tay nắm tay nhưng từng quen muôn kiếp trước. Người nói với em bao lời êm ái trên đời, để rồi như giấc mơ em quên. Dạ, em xin hết ạ. Wow. Và chúng tin chắc cả nhà mình karaoke nhiều lắm đi. Bây giờ mình giao lưu âm nhạc hết rồi, đứng đây. Dạ. Hai đứa nhìn thẳng mắt nhau, nhìn nhau 30 giây, cảm nhận thế nào? Em thấy người đối diện thế nào? Em nói hết bằng cả cái tấm lòng của mình đi. Dạ thì lần đầu tiên thì cũng như là em đã chia sẻ là anh là một người rất là vui tính, dạ, sống tình cảm. Thực tế thì lúc đầu cái dự định của em là không có không có quen bạn xa, dạ, không có yêu xa, tại vì em cũng đã đổ vỡ. Nhưng mà khi mà thấy anh chia sẻ là có thể sắp xếp được công việc, dạ, xuống thăm em thường xuyên, và có công việc ổn định, rồi đặc biệt là biết lo lắng về chăm sóc gia đình, thì em cảm nhận thì mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau ạ. Lâu lắm rồi anh vậy cầm tay mà nghe con gái. Thì anh cũng run run, cảm thấy giờ cũng hồi hộp lắm. Thì như mọi người đều biết thì em cũng là một cô gái rất là tình cảm tuyệt vời. Thì sau chương trình này thì hy vọng anh sẽ gặp em thường xuyên ha. Dạ. Mời hai bạn về chỗ. Ngọt ngào, sâu lắng, tình cảm lãng mạn. Đưa tay đi chị hỗ trợ. Thôi các bạn bây để giờ tay thì nút bấm đi. Hai bạn để tay vào nút bấm. Bên này trái thì em trai. Sau thời gian giao lưu với nhau, chúng ta nói chuyện với nhau, nhìn thẳng mắt nhau, cảm nhận về nhau. Các bạn đã nói tất cả những gì mà còn suy nghĩ rồi. Bây giờ mình phải quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta bấm ngay cái nút đó nếu chúng ta thấy thích. Còn nếu chúng ta thấy không thích, không cần bấm. Chị nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi của hai bạn thì chắc hai bạn không cần phải suy nghĩ nữa đâu ha. Nên chị đếm sẽ rất nhanh thôi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em không bấm. Trời đất. Cái gì vậy? Khó hiểu. Ủa, quá vậy. Tại sao vậy em trai? Trước tiên thì anh cảm ơn em đã đến đây. Sau đó thì anh cũng mình lại xin lỗi, lời xin lỗi tại em. Thì không biết nói sao, nhưng mà sau chương trình này thì anh vẫn muốn chúng ta có thể liên lạc với nhau, có thời gian tìm hiểu gì đó. Nhưng mà thì với cái chuyện tình cảm là cả đời, nên cho anh chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn. Thì mình có thể liên lạc với nhau, anh chị có thể trò chuyện. Em không bấm nút và lấy gì người ta cho em thời gian để mà tìm hiểu người ta. Thì có thể bắt đầu từ một tình bạn trước. Mày nói thẳng thì... luôn rồi, không bấm cho vậy rồi. Thế sao nãy lúc này em không nói thẳng với bạn gái? Em nói rất là nhiều những cái sự chia sẻ và cái sự mong muốn để mà có cái cơ hội để tìm hiểu nhau, rồi em không bấm nút. Thì sau chương trình này thì em và bạn cũng sẽ... Không, bạn đâu có thời gian và bạn cũng đâu có cơ hội, chỉ đến với chúng ta một lần thôi. Bây giờ tôi mới thấy đàn ông khó hiểu thiệt. Đó là khó hiểu luôn. Tôi là đàn ông, tôi còn chưa hiểu đàn ông nữa. Thì em cũng xin lỗi trước, vì nếu mà em bấm nút, nếu mà em không thể mà mang cho bạn hạnh phúc cả đời, thì thực ra là em làm dáng dở bạn. Thì mong em hiểu. Nhưng mà hy vọng là sau cái chương trình này thì chúng ta có thể trò chuyện, và có thể chúng em hiểu nhau hơn, thì chúng ta sẽ có thể
Đúng, bạn trai suy nghĩ thế này, bạn trai á là nếu mà bấm cho em, anh không để em là hạnh phúc cho em thì anh sẽ không bấm. Điều này rất đúng. Không, đúng nhưng lắm. Mà chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi ở trên sân khấu thôi thì làm sao biết được là sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau đến cả đời. Người ta suy nghĩ như vậy là người ta không bấm là đúng, nhưng con cái là nãy á, thay vì lúc mà giao lưu với nhau đó thì cũng nên gọi là đừng có bật đèn xanh cho người ta biết. Mình nhướng em biết nhá, không? Người ta tưởng ở trên thiệt. Sân khấu này á, là chúng ta cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu nhau, chứ không phải là cho nhau cái niềm tin rằng là sẽ hạnh phúc với nhau đến suốt cuộc đời. Bởi vì có hạnh phúc hay không thì các bạn phải có thời gian tìm hiểu nhau ở dưới sân khấu nữa. Nhưng bây giờ bạn không bấm nút thì người khác sẽ bấm nút và sẽ rất là nhiều người theo dõi cái số phát sóng ngày hôm nay, và rất là nhiều người yêu mến cô gái này. Không, bạn không còn cơ hội đâu. Bây giờ để tôi phân tích nè, chàng trai suy nghĩ là đúng, chàng trai không bấm nút bởi vì chắc không đem hạnh phúc lại cho bạn gái là suy nghĩ đúng. Nhưng con cái là hồi nãy bạn cứ bật đèn xanh rồi tới lui rồi người ta bạn tưởng... nói quá trời nói luôn. Cô gái tưởng thì tưởng đâu là bạn sẽ bấm. Thật ra nãy nếu mà anh là con gái thì anh cũng tưởng là em bấm, nhưng cuối cùng em quay xe đó, cái đó thì mới, cái đó là nó sự hiểu lầm thôi, hiểu không? Mình đôi khi mình không thương người ta, mình đừng có để ta thương làm người ta tổn thương. Trên sân khấu thì thích mới bấm, còn không thích thì thôi, rồi thôi không thích thì thôi. Suy nghĩ của em là đúng. Đơn giản. Mình không bấm người ta là mình không bấm vậy thôi. Thôi, chuyện nó dĩ lỡ rồi. Chị người ta lum la. Chuyện dĩ lỡ rồi. Các bạn dễ quá. Không, thì em đã nói là em mà bàn không còn cơ hội hay gì đâu. Thì bây giờ cái cảm xúc em cũng thực ra là chưa tròn vẹn lắm. Thì bây giờ nếu mà em cứ bấm thì thực ra là em cảm thấy có lỗi với bạn. Đúng. Rồi em thôi chị cho em một lời khuyên là ví dụ sau này em đến với một cái mối tình nào, hoặc là em muốn tìm hiểu một cô gái nào đó, em cảm thấy em chắc chắn là em muốn tìm hiểu người ta, thì em hãy nói với người ta rằng là ừ anh muốn tìm hiểu em. Chứ còn nếu mà em chưa sẵn sàng về việc đó thì em cũng không nên nói với người ta quá nhiều. Vậy thôi nha. Nếu mà không được á thì mình bật đèn đỏ luôn. Đúng, mình nói là thôi anh cảm thấy người ta đi cái mình bật đèn đỏ bất ngờ người ta té tội nghiệp người ta vậy. Không thôi. Em phạt chết em ơi. Không thì những cái sự thật chị em nói thì bạn gái okay, cũng là một cô gái tuyệt vời. Nhưng mà có thể không hợp thôi, có thể bạn này cũng lo là không đem hạnh phúc cho bạn gái thôi. Ôi bây giờ thì đường ai nấy đi thôi, con đường xưa em đi. Thôi bây giờ thì các bạn nhận quà của chương trình nha. Vâng. Nhức đầu quá. Đàn ông đôi bật khi nữa luôn khó hiểu vậy thôi. Đây, xà bông của anh Huyền Linh. À dạ, cảm ơn ạ. Cứ về đặt cuốn sách rồi nghiền ngẫm. Rồi. Đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, tròn vị dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Này chị thu voi rồi nên chị nói dắt không sao. Rồi, chúc hai em sẽ sớm tìm một dạ, nửa. Dạ còn Toshiba nữa ạ. Dạ Toshiba ngồi ở dưới người ta không trả tiền ạ. Nó ngủ dưới hả? Về nấu ăn quên đi ha. Bếp từ Toshiba. Vâng, nhiều thế. Quên đi nỗi buồn này đi. Cô gái của chúng ta sẽ rất là nhiều người theo dõi em. Dạ. Sẽ rất là nhiều người inbox cho chị xin info của em. Chị sẽ cho info của em. Dạ. Em sẽ nói chung là mình còn trẻ mà, không sao cả, không vấn đề gì hết. Thấy không? Dạ, cảm ơn ạ. Chúc hai bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Ừ. Rồi. Rồi. Mời hai bạn. Dạ. Đi đường này nè cưng. Qua đây đi luôn. Không thể đi chung đường được rồi. Tôi cũng không cho đi chung nữa. Ây.